Như vậy là người thực hiện quả đá đầu tiên cho các cầu thủ Ken là số 20. Lâm Thành Hồng phát. Vào rồi. Tỷ số là 1-0. Người thực hiện cú đá cho Rioan đó là số 5 Bùi Anh Pha. Vào rồi, tỷ số là 1-0. Để thực hiện quả đá thứ hai cho các cầu thủ Ken. Vào rồi, tỷ số là 2-1. Bây giờ là loạt đá thứ hai của các cầu thủ Dae Won. Tỷ số là 2-0. Bây giờ sẽ là loạt đá cực kỳ quan trọng của cả hai đội. Và vẻ như là Đắc Huy chắc. Vâng, Đắc Huy sẽ là người đá quả đá thứ 3. Không vào! Như vậy là chúng tôi cũng không nhìn thấy, nhưng quả thực là theo phản ứng của các cầu thủ Rioan thì có vẻ như cú đá không vào. Tỷ số vẫn là 2-0. Và bây giờ sẽ là cơ hội cho các cầu thủ Rioan lên ngôi. Và như vậy là Rioan đã lên ngôi sau khi vượt qua Ken FC ở các loạt đá penalty luân lưu. Một trận đấu hấp dẫn, một trận đấu kịch tính, một trận đấu đã để lại cho chúng ta quá nhiều những cảm xúc thưa các bạn. Đó là một cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục giữa hai đội. Hai đội đã chơi quá hay ở trong trận đấu chung kết này. Chúng ta cũng không còn thể đòi hỏi gì hơn về những gì mà hai đội đã cống hiến. Chúng ta cùng chúc mừng cả hai đội đã hoàn thành trận đấu chung kết của mình. Và đặc biệt chúc mừng Rioan đã lên ngôi.